Rồi, Minh Chiến âm thanh bả xin chào anh em nha. Sau đây em là sẽ test và qua. Trước khi là em sẽ qua chi tiết sản phẩm hộp gỗ. Đây đó, sàn xe qua đằng trước. Trước khi đi nha, con này là Marang 2325 dòng khủng long nha, 550W. Dòng này thiên nó bánh bát rất là nặng nha này. Nên anh em chuyên ghép những dòng loa JBL 4344 4344B. Những dòng loa mà 4 tắc nha. Con này nó to lắm nha, to hơn cả 90dB nha nè, và rất nặng, nặng trên 30kg. Về với Chiến là hàng đẹp long lanh luôn nha, ốp gỗ không một tì vết nào luôn nha. Đây là em đã bán cho anh gì đó, yêu cầu giấu tên ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Hay là mặt mũi em nói nha, khi nó em nó lên đèn rất là đẹp. Anh xem hồi gỗ nha, bộ gỗ rất là đẹp luôn, 2325. Hồi gỗ, con gỗ này là bên Mỹ nha nè, không phải ở Việt Nam mình đâu. Việt Nam mình làm gỗ gỗ gốm lắm. Hồi gỗ bên Mỹ người ta làm là nó nặng, phải nói là 7-8kg á, nặng rất là nặng. Chứ còn gỗ của Việt Nam mình là con 1kg, 2kg thôi. Rồi, bây giờ em sẽ đem con này vào và sẽ test cho anh em xem nha. Anh em chờ xí nha. Rồi, chào mừng anh em đến với kênh chuyên âm thanh bãi của mình, Chiến Âm Lô Bình Định nha. Mọi chi tiết anh em xin liên hệ xuống đồi trên. Sau đây em sẽ test sản phẩm để gửi đi cho bác ở Hà Tây, ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Bác đặt bên em là một Marang 2325, rất là mới luôn. Cái này là ruột gan là em sẽ up trên Zalo và Facebook nha. Một mỗi khi mà lần mở con này ra rất là khổ nha nè, cực lắm, nó nặng và lại ốc ghiết gì sơ chân này, nó khó mở lắm, tháo mà hôi đấy. Mỗi lần mở ra mới vô là một vấn đề rất là ngại. Chung quá là ruột gan thì em bao anh em là riêng và chưa qua tay người sử dụng và rất là mới luôn nha. Dòng này là bát phải để cho hướng 10 giờ chứ không nó quánh kinh lắm anh em, và rất là hiếm về Việt Nam. Con này là con thứ hai trong năm nay, là con thứ hai nha anh em. Bát rất là dữ nha. Từ ngày gặp nhau thấy sao trong lòng nhiều đêm suy nghĩ miên man, rồi anh mơ mộng xa xăm mới hay trong lòng mình đang nhớ mong rằng anh vẫn ghi tâm câu vế bên trái nha nè, vế phải anh em nào có đang xem video yêu thích những sản phẩm bên Chiến thì có thể đăng ký kênh và nhấn nút theo dõi để mỗi lúc Chiến up video lên là những hàng về, anh em xem được sản phẩm nào thì chọn cho mình sản phẩm ưng ý. Siêu phẩm 2325 đã có chủ nhanh đây, về với Sơn Tây, Hà Nội. Chiều nay hàng sẽ đi, bác chờ nhận hàng giùm em.
rất là mới luôn. Những sản phẩm này anh em xài trưng bày sưu tầm thì đồ nó càng ngày càng lên giá nha anh em. Rất là, giá này giờ rất lên rất là căng. Rồi, mọi chi tiết anh em xin liên hệ vào số điện thoại trên, em ship hàng toàn quốc cho anh em. Anh em nào yêu thích sản phẩm nào có thể liên hệ Chiến và đặt cọc tiền hoặc là đặt cọc đủ hoặc đặt cọc bao nhiêu đó, em vẫn ship hàng cho anh em. Vì anh em ở xa không đến việc với việc Minh Chiến chỉ có cách đó thôi. Rồi, anh em nhận hàng tại nhà và thanh toán bên giao nhận. Được xem sản phẩm thoải mái nha anh em.